khoảng một năm trở lại đây, giới trẻ Việt đã rộ lên trào lưu nhuộm tóc với những gam màu lạ như bạch kim, hồng, tím, xanh khói. Đây đều là những màu nhuộm sáng và để tóc có thể lên được màu, chủ nhân sẽ bắt buộc phải tẩy tóc. Mặc dù ai cũng biết tẩy tóc là một việc vô cùng có hại cho tóc và ẩn chứa nhiều rủi ro, nhưng với mong muốn sở hữu mái tóc sành điệu, chất chơi, nhiều bạn trẻ đã không ngại thử những màu tóc mới. Tẩy tóc là quá trình melanin có trong tóc với hóa chất chuyên dụng để làm tóc bị mất màu sắc nguyên thủy. Melanin được biết đến là hắc tố tạo nên màu sắc cho tóc, da và mắt. Khi bị mất melanin, tóc sẽ chuyển sang màu trắng hoặc xám. Và đây chính là điều kiện để những gam màu nhuộm sáng như bạch kim, xám khói có thể lên màu. Tóc càng tối màu sẽ càng phải tẩy nhiều lần với chất tẩy có nồng độ đậm đặc hơn và phải lưu lại trên tóc trong thời gian lâu hơn để có thể mất hẳn màu. Thông thường, mái tóc đen hoặc nâu đen đặc trưng của người Việt sẽ phải trải qua trung bình 2 lần tẩy tóc mới đủ điều kiện để nhuộm những màu tóc sáng. Sau khi tẩy, tóc sẽ bị hư hại một cách nghiêm trọng. Tóc trở nên yếu, mủn, khô sơ xác, cực kỳ dễ gãy rụng và nhạy cảm hơn với những nguy cơ gây hại từ môi trường như tia cực tím, độ ẩm. Một khi đã tẩy tóc, bạn buộc phải tuân thủ chế độ chăm sóc tóc đặc biệt như gội đầu với dầu gội dành riêng cho tóc tẩy không quá một lần trên một tuần. Thường xuyên dưỡng tóc, hạn chế tác dụng nhiệt lên tóc nếu không muốn tóc mình đã yếu lại càng yếu hơn hoặc tệ hơn là rụng sạch. Bạn BMH chia sẻ, da đầu tôi cảm thấy châm chích và hơi ngứa khi tẩy tóc. Ngay sau khi tẩy, mình thường sẽ phải phục hồi lại tóc vì rất sợ tóc sơ khô và yếu. Như đã nói ở trên, tẩy tóc là một kỹ thuật phức tạp và nó đòi hỏi người thợ phải có tay nghề và trình độ nhất định. Tóc mỗi người đều có những đặc điểm riêng, bởi vậy mà người thợ cần xem xét kỹ tình trạng tóc của khách để có thể vạch ra một quy trình tẩy tóc an toàn. Căn cứ vào tình trạng tóc, người thợ sẽ quyết định xem nên pha hóa chất với tỷ lệ, nồng độ như thế nào, giãn cách giữa các lần tẩy ra sao để không nguy hiểm cho tóc cũng như sức khỏe của khách hàng. Ví dụ, với như một mái tóc yếu, lời khuyên tốt nhất là không nên tẩy tóc 2 lần liền một lúc mà nên giãn cách giữa 2 lần tẩy với thời gian là 1 đến 2 tuần. Mới đây, một cô gái 22 tuổi ở Hà Nội đang hào hứng tẩy tóc sau lễ tốt nghiệp đại học để có diện mạo mới. Cô gái bỗng cảm giác đỉnh đầu như bùng cháy, bỏng rát. 4 ngày sau cô nhập viện với vết thương trên đầu đã lở loét, chảy mủ. Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vùng đỉnh đầu viêm loét ở chính giữa hoại tử rộng, màu tím đen. Chia sẻ với các bác sĩ, bệnh nhân cho hay thợ làm tóc ngoài ủ hóa chất còn gia tăng nhiệt để sớm đạt hiệu quả. Chính điều này đã khiến cho da đầu của bệnh nhân ngày càng nặng và tổn thương hơn. Bệnh nhân vào viện muộn, tổn thương nặng, thầy thuốc phải cạo trọc đầu của bệnh nhân, cắt lọc, làm sạch tổ chức hoại tử. Bác sĩ Sơn cho hay, để vết thương mau lành, bác sĩ phải lấy da từ vùng khác để ghép lên đỉnh đầu. Cũng gặp nạn vì tẩy tóc, nam thanh niên 21 tuổi bị hoại tử hai vùng ở đỉnh đầu, phải vào Bệnh viện Da liễu Trung ương khám. Do tổn thương quá nặng, các bác sĩ cũng phải cắt lọc và ghép da để tổn thương mau lành, sau đó xử lý bằng biện pháp chuyên môn để da đầu phục hồi, mọc tóc trở lại. Bên cạnh đó, tự nhuộm tóc ở nhà với những gói thuốc nhuộm không rõ nguồn gốc cũng là một điều đáng lo ngại. Ông N, 56 tuổi, tự nhuộm tóc bằng một loại thuốc phủ bạc được quảng cáo làm từ thảo dược. Da đầu ngứa, châm chích, xuất hiện các mảng đỏ và bong vẩy. Ông đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khám. Bác sĩ chuẩn đoán bị viêm da tiếp xúc dị ứng, nghi ngờ do thuốc nhuộm phủ bạc tóc. Bác sĩ kê thuốc kháng dị ứng, kháng viêm uống, kết hợp sản phẩm bôi để da đầu khô, lành và hết ngứa rát, chắc vẩy. Tương tự, chị N, 32 tuổi, sau một ngày tự nhuộm tóc ở tiệm làm tóc, da đầu cũng cảm thấy đau rát, nóng và châm chích. Bác sĩ ghi nhận các mảng đỏ da có vài chỗ phủ nề, xuất hiện mụn nước, chẩn đoán viêm da tiếp xúc kích ứng nghi do thuốc nhuộm tóc. Sau một tuần điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm, kháng dị ứng, da của bệnh nhân đã giảm đỏ, bớt ngứa rát. Phần lớn, các sản phẩm tẩy tóc hiện nay chứa hai loại hóa chất chính là chất kiềm và chất oxy hóa. Chất kiềm làm mở vỏ sợi tóc, chất oxy hóa phá vỡ cấu trúc hạt melanin và làm mất màu của tóc. Người nhuộm tóc càng thích tông màu lạnh, càng phải tẩy tóc kỹ hơn. Hóa chất khi được bôi vào thân sợi tóc không được để tiếp xúc với da đầu. Tuy nhiên, người thợ bôi quá sát chân tóc khiến hóa chất dính vào da đầu dẫn đến bỏng. Thậm chí, do thay vì tẩy tóc nhiều lần với khoảng thời gian và nồng độ hóa chất phù hợp, người thợ có thể tăng hiệu quả bằng cách sử dụng các chất tẩy có nồng độ vượt quá giới hạn, sử dụng thêm nhiệt. Khi đó, da đầu chịu tổn thương kép, nguy cơ bỏng hóa chất, bỏng nhiệt. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Oanh, đang công tác tại khoa da liễu Bệnh viện Bạch Mai. Ngày nay thì nhu cầu làm đẹp cho mái tóc được rất nhiều người yêu thích, kể cả nam giới và nữ giới. Và việc làm đẹp không dừng lại ở việc thay đổi hình dáng mái tóc như việc ép là thẳng, uốn, làm phồng, tạo kiểu tóc, mà nhiều người còn muốn thay đổi màu sắc mái tóc để trông hợp trend hay khác lạ hơn bằng những việc nhuộm tóc hay thậm chí là tẩy tóc, tức là phá vỡ cấu trúc melanin và làm mất hoàn toàn màu sắc tóc so với màu tóc ban đầu.
Đẹp thì tôi chưa bàn đến, nhưng tại khoa da liễu bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến với các hệ lụy tác hại tiêu cực đến da đầu và sức khỏe từ việc tẩy tóc. Vậy thì tẩy tóc có làm hại đến da đầu hay không và làm hại như thế nào? Thì bác sĩ Ngọc Oanh cũng có vài chia sẻ đến quý mọi người cùng biết như sau. Trên thị trường, phần lớn các sản phẩm tẩy tóc hiện nay chứa hai loại hóa chất chính là chất kiềm và chất oxy hóa. Chất kiềm có nhiệm vụ phá vỡ nang tóc, làm mở vỏ sợi tóc, trong khi các chất oxy hóa thì có tác dụng phá vỡ cấu trúc hạt melanin và làm mất hoàn toàn màu sắc tóc. Những người nhuộm tóc mà thích những tông màu lạnh như tóc màu bạch kim, màu xanh lá hoặc là màu sáng thì càng phải tẩy tóc kỹ hơn bằng các chất tẩy mạnh hoặc là tẩy nhiều lần hơn. Vậy thì nguy cơ tổn thương xảy ra với da đầu khi chúng ta tẩy tóc như thế nào? Thì chúng ta cần biết, các hóa chất khi tẩy tóc sẽ chỉ được bôi vào thân sợi tóc mà không được để tiếp xúc với da đầu. Tuy nhiên, do kỹ thuật trong lúc làm hoặc là có thể muốn bôi quá sát chân tóc sẽ khiến cho các hóa chất dính vào da đầu. Do đó, xảy ra tình trạng là da đầu của chúng ta bị bỏng do tiếp xúc với các chất kiềm và chất oxy hóa mạnh. Thậm chí là do sốt ruột cũng như tâm lý chủ quan của thợ làm tóc muốn đẩy nhanh quá trình làm và đẩy nhanh hiệu quả tẩy tóc. Thì thay vì tẩy tóc nhiều lần với khoảng thời gian và nồng độ hóa chất phù hợp, thì thợ làm tóc lại sử dụng các chất tẩy có nồng độ vượt quá giới hạn hoặc rút ngắn khoảng cách giữa hai lần tẩy. Điều này sẽ khiến cho tóc dễ bị tổn thương, bị sơ, phồng, thô ráp và dễ bị gãy rụng. Chưa kể là việc gia tăng nhiệt sẽ khiến da đầu chịu thêm tổn thương, nguy cơ cao bị hỏng hóa chất, bị và bỏng nhiệt. Với những tình trạng tổn thương da đầu nhẹ thì có thể chúng ta chỉ cần dùng các thuốc tiêu viêm hoặc là giảm viêm tại chỗ, các thuốc bôi tại chỗ để phục hồi tổn thương ở da đầu. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp bị nặng hơn. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị nhập viện trong tình trạng là vùng đỉnh đầu bị viêm loét, ở chính giữa hoại tử rộng và màu tím đen, đồng thời là có nhiều dịch mủ, giảm mạc ở trên da đầu. Với những tình trạng tổn thương nặng như vậy, thì có khi phải cạo trọc đầu của bệnh nhân để cắt lọc và làm hoại tử sạch các cái tổ chức hoại tử ở trên da đầu. Và đôi khi là các bác sĩ sẽ phải lấy da từ vùng khác để ghép lên đỉnh đầu. Việc điều trị những tình trạng như nặng như thế này không những ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng nhiều đến kinh tế, như mất thời gian, tiền bạc, cũng như để lại những cái di chứng về sau như là sẹo sau cắt lọc tổ chức hoại tử, cũng như phần da đầu bị tổn thương sau khi liền lại thì cũng không còn tổ chức nang tóc. Chính vì những ảnh hưởng tiêu cực từ việc tẩy tóc như vậy, do đó bác sĩ Ngọc Oanh cũng có một vài khuyến cáo là những người có tóc khô, yếu, dễ gãy rụng thì không nên tẩy tóc. Và nếu như phải lựa chọn tẩy tóc thì để tránh làm bỏng da đầu, quá trình thực hiện không nên sử dụng các biện pháp thúc đẩy nhanh, mạnh quá trình tẩy tóc như việc băng bịt kín hay kết hợp sử dụng nhiệt hoặc dùng các chất tẩy với nồng độ cao. Và nếu như có cảm giác quá khó chịu thì cần ngừng ngay việc tẩy tóc, đến các cơ sở y tế gần nhất hoặc những chuyên khoa da liễu để được thăm khám kịp thời. Hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ Ngọc Oanh sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn về ảnh hưởng của việc tẩy tóc đến da đầu và có những sự lựa chọn hợp lý hơn trong việc làm đẹp cho mái tóc mà vẫn đảm bảo đến được đến sức khỏe của làn da.